Xin chào mọi người, hôm nay mình làm trứng chiên nhân thịt bò. Thịt bò này là thịt bò bằm kiểu Cuba mà mình đã chia sẻ ở video trước. Mình sẽ đập hai cái trứng và sẽ có bột tỏi và thêm vài giọt nước tương. Và để cho trứng nó mềm thì mình cho chút nước lạnh vô. Và mình sẽ đánh trứng cho nó nổi lên, nó càng nổi thì chiên trứng nó càng phồng và cái trứng nó sẽ rất là xốp, nên mình đánh quyết liệt. Rồi mình có chảo dầu, đợi nó nóng rồi mình sẽ bỏ hành tây vô phi cho nó vàng. Và đây hành vàng rồi thì mình bắt đầu đổ trứng vào và lắc chảo cho nó đều, y như là đổ bánh xèo. Mình gọi là bánh xèo trứng. Rồi mình lấy đũa xăm cho trứng nó mau chín. Rồi là mình chuẩn bị, mình sẽ cho thịt bò rắc đều vào. Mình trải cho thịt nó đều ra cho nó đừng có dày quá, nó bể cái trứng. Cái bánh xèo trứng này ăn là đầy đủ calorie luôn. Cái này mình làm để ăn với cơm. Và khi cái lớp trứng nó bắt đầu vàng rồi thì mình chuẩn gấp đôi lại. Nó y như cái bánh xèo luôn. Cái mùi trứng với hành rất là thơm. Và đây là tô cơm trứng thịt bò của mình, có hành tây và cà chua với trái bơ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người có thể làm món này cho gia đình ăn thử ha. Bye bye mọi người.